chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về thời điểm vàng phát tài cực mạnh đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp may liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, trả sạch nợ nần, phất lên làm đại gia, cuối năm ăn Tết linh đình. Kênh Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý khán giả đã đến và quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho ban biên tập chương trình, kính chúc quý khán giả luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và trải nghiệm được nhiều điều bổ ích để cuộc sống gia đình luôn an lành và thịnh vượng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Tân Hợi sinh 1971 thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình tìm được những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, Tử Vi học có nói con người cần chờ đúng thời điểm thì mới phất lên được, và cũng có những con giáp được định sẵn tuổi trẻ trải qua bao phen thống khổ, vất vả, đau đớn mới lội ngược dòng dương lên khỏi dũng bùn, trở thành đại gia giàu có, may mắn đủ đường. Người tuổi Tân Hợi cũng là một trong những con giáp đó, mặc dù số phận an bài, cuộc đời là đầy rẫy những khó khăn, chông gai, nhưng con giáp này vẫn bền lòng vững trí mà cố gắng nỗ lực hết mình, khiến thần Phật cảm động, ban phát cho nhiều tài lộc, đường sự nghiệp vô cùng hanh thông, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc đến cuối đời. Theo luận giải mới nhất của tuổi Tân Hợi sinh 1971, đúng tháng 10 âm lịch 2024 tới đây, đã may mắn lại càng may mắn hơn khi được thần Phật độ mệnh, thần tài nhét lộc vào tay. Cũng vì thế mà bản mệnh giàu nhanh chóng mặt, trả sạch nợ nần phất lên làm đại gia, tiền vàng ùn ùn đổ về nhà, chất đầy két sắt, sung sướng, giàu có hết phần thiên hạ. Vậy để biết được vận trình cụ thể tháng 10 âm lịch sẽ diễn biến ra sao, vận may của bản mệnh sẽ nhận được là gì, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây quý khán giả nhé. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 10 âm lịch 2024. Người tuổi Tân Hợi trong tháng 10 âm lịch này sẽ trải qua nhiều biến động và thách thức. Với bản chất thông minh, vui vẻ và hài hòa, bạn luôn là người được mọi người yêu mến. Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng trong thời gian này, bạn thường xuyên cảm thấy do dự trước những quyết định quan trọng. Sự lưỡng lự này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân bạn mà còn gây tác động đến tiến trình chung của tập thể. Bạn có thể cảm thấy mình đang đứng giữa ngã ba đường, không biết nên bước tiếp hay quay lại, và chính sự trần trừ này là nguyên nhân cản trở con đường thành công của bạn. Tháng 10 âm lịch này, tử vi khuyên bạn nên tạm gác lại những ham muốn về danh lợi. Đây không phải là thời điểm lý tưởng để theo đuổi những mục tiêu lớn lao về sự nghiệp hay tiền bạc, vì có thể bạn sẽ không đạt được kết quả như mong đợi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để học hỏi từ sách vở, từ những kinh nghiệm quý giá của những người đã từng trải qua khó khăn. Đôi khi, những bài học từ quá khứ sẽ là chìa khóa giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Một điểm quan trọng trong thời điểm này là bạn phải tự giúp chính mình, đừng trông chờ vào sự giúp đỡ từ người khác, bởi vì bạn mới là người hiểu rõ mình nhất. Hãy vạch ra một tầm nhìn rõ ràng, xác định mục tiêu cụ thể và đặc biệt là chấp nhận rằng khó khăn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Khi đối mặt với thử thách, hãy chủ động tìm kiếm giải pháp thay vì chờ đợi phép màu. Chính Ấn là một ngôi sao may mắn trong tử vi, sẽ luôn ở bên bạn, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn. Mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi từng bước một, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực, bạn sẽ gặt hái được thành quả đáng tự hào. Trong những tình huống tiêu cực, đừng vội buồn bã hay nản lòng. Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, và chỉ khi bạn biết cách tìm ra những mặt tích cực từ khó khăn, bạn mới có thể trưởng thành. Không ai là hoàn hảo, và bạn cũng không cần phải tự áp đặt mình phải trở thành người giải quyết mọi rắc rối một cách toàn vẹn. Điều quan trọng là học cách đối mặt với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và bình tĩnh. Về phương diện tình cảm, thời điểm này, có thể bạn sẽ trải qua những cảm xúc khó diễn tả. Là người khá nhạy cảm, dễ đồng cảm với người khác, bạn có xu hướng đa tình, và chính điều này đôi khi khiến bạn cảm thấy khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình. Bạn có thể dễ bị cuốn vào một mối quan hệ nào đó, thậm chí cảm thấy khó lòng dừng lại. Nhưng hãy tỉnh táo và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về mặt tình cảm. Trong thời điểm này, cảnh báo từ sao Thái Tuế cũng không nên bị xem nhẹ, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Vì thế, bạn cần phải cẩn thận hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đi lại hoặc tham gia vào những hoạt động có nguy cơ cao. Trong công việc, hãy tập trung vào những chi tiết nhỏ, không nên vội vàng hay lơ là.
Khi xuất hành xa, hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi thứ để đảm bảo an toàn. Tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tuổi Tân Hợi cần phải thận trọng và sáng suốt. Dù có thể gặp nhiều khó khăn nhưng nếu biết cách đối mặt với chúng bằng sự kiên nhẫn và nỗ lực, bạn vẫn sẽ có cơ hội gặt hái những thành quả xứng đáng. Hãy tin tưởng vào bản thân và sẵn sàng cho những thay đổi tích cực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 10 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có thể đối diện với những thử thách không nhỏ. Tự hình xuất hiện khiến bạn dễ bị nóng vội, suy nghĩ tiêu cực và cảm thấy không hài lòng với tình hình hiện tại. Nhiều khi bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả lại không tương xứng, không được đánh giá cao như người khác, dẫn đến cảm giác bức bối, khó chịu. Điều này khiến bạn rơi vào trạng thái tự trách móc bản thân và dễ sinh ra tâm lý chán nản, mệt mỏi. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của thương quan trong thời điểm này dự báo những rắc rối nơi công sở có thể sẽ làm bạn phiền lòng. Bạn có thể gặp phải những mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc xảy ra tranh cãi với cấp trên. Những lúc như vậy, sự nóng nảy có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn và bạn cần đặc biệt chú ý kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy tỉnh táo hơn trong cách xử lý tình huống, lùi lại một bước để nhìn nhận sự việc một cách toàn diện hơn. Một lời khuyên quan trọng trong thời điểm này là không nên quá ôm đồm và nhận hết trách nhiệm về mình. Việc giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn là điều rất đáng trân trọng, nhưng bạn cũng cần biết giới hạn, đừng để người khác lợi dụng lòng tốt của bạn để rồi gánh hết trách nhiệm không thuộc về mình. Hãy khéo léo cân bằng giữa việc giúp đỡ người khác và việc bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu bạn cảm thấy mỗi ngày đi làm trở thành gánh nặng, mất dần niềm vui và đam mê, đó là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc bạn nên suy nghĩ về việc thay đổi. Dành quá nhiều thời gian ở một nơi làm việc mà bạn cảm thấy không còn sự hứng thú, trong khi tinh thần và sức khỏe bị bào mòn là điều không nên. Hãy tự hỏi bản thân liệu mình có đang lãng phí thời gian vào những thứ không mang lại giá trị tích cực hay không. Đôi khi, thay đổi chính là chìa khóa để tìm lại niềm vui và hứng khởi trong công việc. Và hãy nhớ rằng, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 10 âm lịch. Trong tháng 10 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Tân Hợi sẽ trải qua những biến động không ngừng với sự xuất hiện của sao Tứ Lục nhập cung chính đông. Dòng chảy vận khí của bạn trở nên thất thường, chỉ mới vừa thấy tài lộc thuận lợi, tình hình có thể đột ngột đổi chiều khiến mọi kế hoạch tài chính của bạn rơi vào tình trạng bất ổn. Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sự cảnh giác và cẩn thận luôn là yếu tố then chốt để bảo vệ tài sản. Khi túi tiền đầy đặn, nhiều người thường bị cám dỗ bởi sự chi tiêu, thích mua sắm những món đồ xa xỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Tuy nhiên, thời điểm này lại yêu cầu bạn phải có sự tỉnh táo và tiết chế. Điều bạn học được trong giai đoạn này chính là việc lên kế hoạch tài chính cẩn thận. Hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm, phòng hờ cho những rủi ro bất ngờ, bởi vận may không phải lúc nào cũng kéo dài. Đừng để sự đam mê với một món đồ nào đó khiến bạn rút sạch túi tiền đã dày công tích lũy. Hãy xem số tiền tiết kiệm này như một chiếc phao cứu sinh, giúp bạn vượt qua những đợt sóng bất ngờ của cuộc đời. Trong thời điểm này, việc thực tế và lý trí trong các giao dịch tài chính sẽ là chìa khóa thành công cho bạn. Các quyết định kinh doanh cần được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng nóng vội hoặc bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời. Dù có bất kỳ cơ hội nào xuất hiện, bạn cũng cần phân tích một cách thận trọng, đánh giá kỹ càng về tiềm năng lợi nhuận cũng như rủi ro. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm không đáng có và giữ cho dòng tiền của mình luôn trong tình trạng an toàn. Đối với những người tuổi Tân Hợi đang không ngừng tìm kiếm cơ hội làm ăn mới, thời điểm này có thể là thời điểm để bạn bắt đầu xây dựng một nền tảng kinh doanh vững chắc. Các dự án mới có khả năng mang lại một lợi nhuận ổn định, nhưng điều quan trọng là bạn phải biết kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ. Lợi nhuận không đến ngay lập tức, nhưng với sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, bạn sẽ thấy rằng những nỗ lực của mình bắt đầu đơm hoa kết trái. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch là thời điểm mà tài lộc của người tuổi Tân Hợi đòi hỏi sự kiên nhẫn và cẩn trọng. Dù vận may có đến nhưng nếu không biết cách quản lý, tài sản có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay. Hãy nhớ rằng, tiền bạc không chỉ là công cụ để thỏa mãn những mong muốn nhất thời, mà còn là nguồn lực để bạn vượt qua những giai đoạn khó khăn.
Việc bạn biết cách kiểm soát và tích lũy sẽ quyết định sự bền vững của tài chính trong tương lai. Thời điểm này hãy đề cao tính thực tế, tránh xa những cám dỗ vật chất không cần thiết. Hãy dành thời gian để hoạch định cho sự phát triển dài hạn. Bạn sẽ không chỉ bảo vệ được những gì mình đã có mà còn tạo dựng được một nền móng tài chính vững chắc cho những năm tháng sắp tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Tân Hợi sinh 1971 trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch với nhiều bận rộn và áp lực công việc chính là thời điểm người tuổi Tân Hợi cần đặt sức khỏe lên hàng đầu. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần là những thay đổi về mặt thể chất mà sức khỏe tinh thần cũng đang gánh chịu những tác động không nhỏ. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy công việc gia đình và cuộc sống hàng ngày tạo nên một áp lực vô hình, khiến tinh thần trở nên căng thẳng mà chính bạn cũng không nhận ra. Điều quan trọng nhất trong thời điểm này là bạn phải học cách lắng nghe cơ thể mình. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực hoặc lo âu chiếm lấy tâm trí, bởi chúng có thể là nguồn cơn dẫn đến những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Bạn có thể cảm thấy mình vẫn đang kiểm soát mọi thứ tốt, nhưng thực tế những mệt mỏi về tinh thần đang dần ăn mòn năng lượng của bạn. Lời khuyên cho bạn là hãy dành thời gian cho bản thân, tìm đến những phương pháp giúp giải tỏa căng thẳng như yoga hoặc thiền định. Những phương pháp này không chỉ giúp bạn thay lọc tâm trí mà còn cải thiện tinh thần, giúp bạn đối diện với cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt hơn. Trong thời điểm này, bạn cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn xấu, lạnh hoặc các món ăn bổ béo, khó tiêu có thể gây tổn thương cho tỳ và dị, dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe đường ruột ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cơ thể. Do đó, việc lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu và bổ dưỡng là điều cần thiết. Đừng chỉ chú trọng đến việc thưởng thức món ăn ngon, mà hãy quan tâm đến cách mà cơ thể phản ứng với những gì bạn ăn. Ngoài ra, thời điểm này có sự ảnh hưởng của thái tuế. Vì thế, bản mệnh cần cẩn trọng hơn khi di chuyển, đặc biệt là khi xuất hành xa. Đừng vì quá bận rộn hoặc quá vội vàng mà bỏ qua sự an toàn của bản thân. Việc chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong quá trình đi lại, đặc biệt là khi bạn lái xe hoặc tham gia các hoạt động giao thông, sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ gặp phải các sự cố không mong muốn. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch không chỉ là thời điểm để bạn tập trung vào sự nghiệp hay tài lộc, mà còn là lúc để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của chính mình. Cơ thể và tinh thần đều cần sự quan tâm đặc biệt trong giai đoạn này. Đừng để những áp lực công việc hay cuộc sống cuốn bạn đi mà quên mất việc nghỉ ngơi, thư giãn. Hãy dành thời gian để tái tạo năng lượng, tìm lại sự cân bằng cho tâm hồn. Hãy luôn nhớ rằng, sức khỏe chính là nền tảng quan trọng nhất cho mọi thành công. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Tân Hợi sinh 1971, trong tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Tân Hợi sẽ cảm nhận được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống tình cảm, nhờ vào sự ưu ái đặc biệt từ vũ trụ. Những vì sao chiếu mệnh đang mang lại cho bạn cơ hội để thăng hoa trong tình yêu, làm mới lại các mối quan hệ. Với những ai đang độc thân, một nửa kia có thể bất ngờ xuất hiện khiến bạn không khỏi bồi hồi và choáng ngợp. Người bạn đã mong chờ bấy lâu sẽ đến vào lúc bạn ít ngờ nhất, mang theo sự ấm áp, thấu hiểu mà bạn luôn tìm kiếm. Tình yêu lúc này như một ngọn lửa âm ỉ, cháy sưởi ấm trái tim bạn sau những ngày dài cô đơn. Đối với những người đã có đôi, thời điểm này là cơ hội để cả hai cùng nhau điều chỉnh lại cách giao tiếp, tạo ra một mối quan hệ cân bằng và hài hòa hơn. Dù tình yêu đã qua nhiều thử thách, nhưng chính lúc này lại là thời điểm bạn nên nhìn nhận lại cách cư xử của mình. Đôi khi việc quá lý trí, luôn tìm cách kiểm soát hay yêu cầu từ đối phương sẽ làm mất đi sự tự nhiên trong tình yêu. Nếu bạn biết lùi bước, biết bao dung hơn cho những thiếu sót của người bạn đời, tình cảm sẽ trở nên dễ chịu và sâu sắc hơn. Trong tình yêu, không phải lúc nào cũng cần phân định rạch ròi giữa đúng và sai, giữa trắng và đen. Những cuộc tranh luận hay bất đồng sẽ luôn tồn tại. Nhưng thay vì tìm cách giành chiến thắng, hãy chọn cách nhượng bộ, đặt mình vào vị trí của đối phương. Điều này không chỉ giúp bạn giữ được sự hòa thuận trong mối quan hệ, mà còn làm cho tình yêu trở nên bền vững hơn theo thời gian. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là cuộc chiến để phân thắng bại, mà là sự đồng hành, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau. Bên cạnh đó, thời điểm này còn mang đến cho bạn cơ hội để làm mới tình cảm, tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn mà cả hai có thể cùng trải qua. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng lại sự gần gũi, tăng cường kết nối với người bạn đời bằng những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Một bữa tối ấm cúng, một cuộc trò chuyện chân thành hay một cái ôm đúng lúc
có thể làm tan biến mọi khúc mắc trong lòng cả hai. Tháng 10 âm lịch sẽ là thời điểm để người tuổi Tân Hợi đón nhận những điều tốt đẹp trong tình duyên. Tình cảm sẽ nở hoa nếu bạn biết cách nuôi dưỡng và chăm sóc trong mối quan hệ của mình. Hãy trân trọng và giữ lấy những giây phút bình yên bên người bạn yêu thương, bởi đó chính là nguồn năng lượng giúp bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Kênh Minh Đường Tử Vi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp bản mệnh đón lành tránh dữ và làm giàu thành công. Tử vi tuần đầu tiên trong 10 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971, tức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch. Trong tuần đầu tháng 10 âm lịch mang đến cho tuổi Tân Hợi những khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách. Bạn sẽ cảm nhận được sự hỗ trợ từ chính ấn nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Đây là thời điểm bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và hướng đến những hành động cụ thể trong công việc. Có thể bạn sẽ gặp phải vài khó khăn nhỏ, nhưng nếu bạn kiên trì và tập trung, thành quả sẽ đến một cách chắc chắn. Tài lộc trong tuần này có sự biến động, đôi khi lên, đôi khi xuống thất thường. Những khoản tiền nhỏ có thể bất ngờ đến nhưng cũng có thể tiêu tán nhanh chóng nếu bạn không quản lý tài chính cẩn thận. Lời khuyên dành cho bạn là hãy để ra một khoản tiền tiết kiệm ngay khi có cơ hội để phòng ngừa cho những tình huống bất ngờ. Về tình duyên, đây là tuần mà người tuổi Tân Hợi nên mở lòng hơn với những mối quan hệ xung quanh. Nếu bạn đang độc thân, đừng ngần ngại gặp gỡ và kết bạn mới. Cơ hội để tìm thấy một người bạn đồng hành không xa và bạn cần sẵn sàng đón nhận. Những người đã có đôi cần chú ý lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng để những hiểu lầm nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm. Về sức khỏe, tuần này có thể xuất hiện một số dấu hiệu mệt mỏi do căng thẳng công việc. Đừng để mình bị cuốn vào guồng quay bận rộn mà quên mất việc nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Yoga hoặc thiền định sẽ là phương pháp tốt giúp bạn cân bằng lại tinh thần. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Trong tuần thứ 2 của tháng 10 âm lịch mở ra nhiều cơ hội mới cho người tuổi Tân Hợi, đặc biệt là trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời hợp tác hoặc cơ hội thăng tiến. Nhưng hãy cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Đôi khi, những điều tốt đẹp không đến dễ dàng và bạn cần đánh giá kỹ lưỡng trước khi cam kết với bất kỳ dự án nào. Vận tài lộc trong tuần này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Tuy không phải là khoản tiền lớn nhưng những cơ hội tài chính nhỏ lại xuất hiện đều đặn. Điều quan trọng là bạn biết nắm bắt thời cơ và tận dụng mọi nguồn lực mình có để tối ưu hóa lợi nhuận. Về mặt tình cảm, tuần này có thể mang đến một chút căng thẳng trong mối quan hệ của bạn, đặc biệt là với những người đã có gia đình. Sự khác biệt về quan điểm sống có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những cuộc tranh luận không đáng có. Hãy kiên nhẫn và lắng nghe đối phương để hiểu rõ hơn vấn đề, thay vì cố gắng giành phần thắng về mình. Sức khỏe của bạn trong tuần này cần được chú ý hơn. Những thay đổi thời tiết có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Vì vậy, hãy giữ ấm cơ thể và bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Đừng quên dành thời gian thư giãn, tránh để căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tổng thể. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Tuần thứ 3 của tháng 10 âm lịch là thời điểm người tuổi Tân Hợi cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi trong vận trình. Đây là tuần mà bạn cần chủ động hơn trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống cá nhân. Công việc có thể diễn ra chậm hơn so với mong đợi, nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Chính những lúc khó khăn sẽ là thời điểm bạn tích lũy kinh nghiệm và thể hiện bản lĩnh của mình. Tài chính trong tuần này không quá khả quan, có thể bạn sẽ phải đối mặt với một vài khoản chi ngoài dự kiến. Điều này yêu cầu bạn phải lên kế hoạch tài chính chặt chẽ hơn. Đồng thời, tránh xa những quyết định đầu tư mang tính rủi ro cao. Đây không phải là thời điểm thích hợp để mạo hiểm. Về tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể trải qua một vài thử thách. Có thể bạn cảm thấy đối phương thiếu sự quan tâm. Nhưng thay vì trách móc, hãy thử cùng nhau trò chuyện để hiểu rõ hơn về cảm xúc của cả hai. Những người độc thân trong tuần này cũng cần kiên nhẫn hơn trong việc tìm kiếm người bạn đồng hành. Đừng quá vội vàng. Sức khỏe trong tuần cũng cần được quan tâm. Đặc biệt, bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi, căng thẳng tinh thần do áp lực công việc và cuộc sống. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động thể dục nhẹ nhàng để cải thiện sức khỏe.
Tử Di tuần cuối cùng trong tháng 10 âm lịch của tuổi Tân Hợi sinh 1971. Trong tuần cuối cùng của tháng 10 âm lịch, người tuổi Tân Hợi sẽ cảm nhận được sự kết thúc của một chu kỳ đầy thăng trầm và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới với nhiều hy vọng hơn. Công việc dần đi vào quỹ đạo ổn định, bạn có thể nhìn thấy kết quả từ những nỗ lực của mình. Đây là lúc bạn có thể thả lỏng một chút, tận hưởng những thành tựu nhỏ trước khi tiếp tục hành trình chinh phục mục tiêu lớn hơn. Tài lộc trong tuần cuối có phần khởi sắc, nhưng bạn vẫn nên duy trì sự cẩn trọng trong chi tiêu. Những khoản tiền bất ngờ có thể xuất hiện, nhưng cũng có những chi phí phát sinh không ngờ tới. Lời khuyên cho bạn là hãy sử dụng tài chính một cách thông minh, ưu tiên những nhu cầu thiết yếu và dành phần còn lại cho việc tiết kiệm. Về tình duyên trong tuần này có sự hòa hợp hơn, những hiểu lầm, tranh cãi trong mối quan hệ sẽ dần được giải quyết, mang lại sự yên bình cho cả hai. Nếu bạn biết cách nhún nhường và lắng nghe, mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Với những người độc thân, đây là thời điểm bạn có thể gặp được người đặc biệt, nhưng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, không cần phải vội vã. Sức khỏe trong tuần này có dấu hiệu phục hồi sau những căng thẳng trước đó, tuy nhiên, bạn vẫn cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và tránh xa những yếu tố gây căng thẳng. Nếu có thể, hãy dành thời gian cho bản thân đi dạo hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời để cải thiện tinh thần. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần. Kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy, tuổi Tân Hợi sinh 1971 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tý. Trong kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Tý phải điều chỉnh thì mới có thể tiếp tục mối quan hệ. Tuổi Tý nhanh nhạy và thiên hướng kiếm tiền tốt, biết cách tận dụng người khác để làm giàu. Tuổi Tân Hợi yêu sự giàu có, nhưng trong mắt của tuổi Tý, tuổi Tân Hợi lười hơn so với những gì tuổi Tý mong đợi. Điều này khiến tuổi Tý thỉnh thoảng nặng lời. Mặt khác, tuổi Tân Hợi khá kiên định lập trường, khi đã đưa ra quyết định khó lòng thay đổi. Tính cách này có hai mặt. Đối với mối quan hệ của hai người phụ thuộc vào hành động mà tuổi Tân Hợi làm có trùng khớp với điều mà tuổi Tý muốn hay không. Tuổi Tân Hợi với tuổi Sửu. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Tân Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Tân Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Sửu. Tuổi Tân Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Tân Hợi rất hài lòng. Tuổi Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Tân Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Tân Hợi. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Tân Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dần. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dần sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Tuổi Tân Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của tuổi Tân Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để tuổi Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mão. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Tân Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin tuyệt đối cho tuổi Tân Hợi. Tuổi Tân Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của tuổi Mão và hai con giáp này sẽ cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thìn. Nếu hai con giáp này là các đối tác làm ăn, tuổi Thìn với năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thúc đẩy quá trình kinh doanh liên tục đi lên. Tuổi Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn tuổi Tân Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Thìn. Bởi tuổi Tân Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tỵ. Nếu tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ cùng hợp tác làm ăn với nhau, tuổi Tỵ thông minh, nhanh nhẹn, sẽ đóng vai trò làm tiền tuyến và là trung tâm của sự chú ý. Điều này rất hợp với ý của tuổi Tân Hợi, vì tuổi này vốn thích hợp với công việc của hậu phương. Nơi làm việc của tuổi Tân Hợi và tuổi Tỵ sẽ được trang trí theo kiểu cổ điển. Những bữa ăn cùng nhau của hai người tại các nhà hàng sẽ rất thường xuyên và trang trọng. Tuổi Tân Hợi với tuổi Ngọ. Trong kinh doanh, cả
cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Tuổi Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ vào khả năng quản lý và bao quát công việc, còn tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, tuổi Tân Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Ngọ. Tuổi Tân Hợi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Mùi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Mùi. Nhìn chung, tuổi Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Tân Hợi làm chủ. Tuổi Tân Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Tuổi Tân Hợi với tuổi Thân. Trong làm ăn kinh doanh, nếu biết kết hợp sức mạnh của cả hai tuổi, sẽ xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Thân thích lãnh đạo và thường là người đại diện cho công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người vì có kinh nghiệm và khá bạo dạn. Tuổi Tân Hợi là người làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác, nhưng sẽ cần biết cách để giúp tuổi Thân tránh khỏi những rủi ro không đáng có. Tuổi Tân Hợi với tuổi Dậu. Có thể nói, khi là đối tác kinh doanh, tuổi Tân Hợi và tuổi Dậu sẽ thành công hơn ở các mối quan hệ khác, bởi họ sẽ tận dụng rất tốt những điểm mạnh của mình. Tuổi Dậu sẽ đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Tuổi Tân Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt nên rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà tuổi Dậu đã lập. Bên cạnh đó, tuổi Tân Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi ở lĩnh vực này, tuổi Tân Hợi có khả năng làm tốt hơn Dậu. Tuổi Tân Hợi với tuổi Tuất. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, tuổi Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Tuổi Tân Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của tuổi Tuất. Tuổi Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của tuổi Tân Hợi và tính trung thực của tuổi Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. Tuổi Tân Hợi với tuổi Hợi. Nếu hai người tuổi Hợi là các đối tác kinh doanh, thì họ nên chọn ngành nghề nào mà cả hai cùng có niềm tin. Nếu không, họ sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuổi Tân Hợi không lười biếng, họ có khả năng nỗ lực rất nhiều với điều kiện họ phải tin vào việc đang làm. Văn phòng nơi hai người cùng con giáp này làm việc sẽ khá tiện nghi, thậm chí được lấp cả bồn tắm hơi, khách đến công ty sẽ được phục vụ rất tận tình và chu đáo. Quý khán giả thân mến, hành trình tìm hiểu về mệnh phong thủy và vận mệnh cuộc đời tuổi Tân Hợi sinh 1971. Những người sinh ra dưới cung hoàng đạo này thuộc mệnh Thoa Xuyến Kim, hay còn gọi là vàng trang sức trong hệ ngũ hành, được xem như biểu tượng của sự tinh tế và bền vững. Người mang mệnh kim như tuổi Tân Hợi thường có sức mạnh tinh thần vững vàng, kiên định và tỏa ra sự sang trọng, đầy quyến rũ. Theo quan niệm ngũ hành phương Đông, vạn vật đều xoay quanh năm yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự hài hòa giữa các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến công việc, tài lộc, mà còn ảnh hưởng đến tình duyên và sức khỏe của mỗi người. Với người tuổi Tân Hợi, những nguyên tố tương sinh và tương khắc đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng cuộc sống tương sinh tương khắc. Bí quyết để cuộc sống thuận lợi hơn trong mối quan hệ tương sinh, kim sinh thủy và thổ sinh kim, tức là kim Tân Hợi sẽ phát triển mạnh mẽ nhất khi ở cạnh những người mang mệnh thổ và thủy. Điều này giúp họ có một nguồn năng lượng tương sinh hỗ trợ không chỉ trong công việc mà cả trong tình duyên và các mối quan hệ xã hội. Ngược lại, theo nguyên tắc tương khắc, quả khắc kim và kim khắc mộc, điều này có nghĩa rằng, những người tuổi Tân Hợi sinh 1971 cần cẩn trọng trong việc hợp tác hoặc phát triển tình cảm với người mang mệnh quả và mộc, vì những mối quan hệ này thường dễ xảy ra xung đột và khó duy trì sự ổn định lâu dài. Màu sắc phong thủy, chìa khóa kích tài vận. Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt năng lượng tích cực và mang lại may mắn cho người tuổi Tân Hợi. Những người tuổi Tân Hợi sinh 1971 mệnh kim nên ưu tiên sử dụng màu trắng, xám, ghi để bổ sung nguồn năng lượng bản mệnh của mình. Đây là những gam màu tương hợp giúp thu hút cát khí, mang lại may mắn và tài lộc. Ngoài ra, màu vàng và nâu đất thuộc mệnh thổ là các màu tương sinh với kim,
Khi sử dụng trang sức hoặc vật phẩm phong thủy có màu này, người tuổi Tân Hợi sẽ được kích hoạt nguồn năng lượng mạnh mẽ, giúp sự nghiệp thăng tiến, tài vận dồi dào. Tuy nhiên, bạn nên tránh xa các màu đỏ, màu hồng, màu tím, những gam màu thuộc mệnh hỏa, vì đây là những màu tương khắc gây cản trở năng lượng bản mệnh và làm giảm đi sự thuận lợi trong cuộc sống. Phong thủy kích hoạt tài lộc, Phật bản mệnh và đá quý phù hợp theo phong thủy. Phật A-di-đà là vị thần bảo hộ của những người tuổi Tân Hợi, Ngài mang đến sự bình an, hóa giải những vận hạn giúp người đeo vượt qua khó khăn. Vì thế, mang theo tượng Phật A-di-đà bên mình hoặc thờ Ngài trong nhà sẽ giúp cuộc sống người tuổi Tân Hợi thêm phần may mắn, thịnh vượng. Không chỉ có Phật bản mệnh, người tuổi Tân Hợi còn có thể sử dụng những loại đá quý phong thủy để gia tăng tài lộc và bảo vệ bản thân khỏi năng lượng tiêu cực. Đá thạch anh trắng, thạch anh khói và đá mắt hổ tâm vàng tươi là những loại đá phong thủy phù hợp nhất cho người mệnh kim. Đá thạch anh trắng giúp giảm căng thẳng, xua tan lo âu và tăng cường sự tập trung. Trong khi đó, đá thạch anh khói là loại đá bảo vệ giúp người mang có được sự bình an, nhất là khi đi xa. Đá mắt hổ tâm vàng tươi không chỉ là vật phẩm hộ mệnh, mà còn giúp kích thích lòng tin, mang lại sự tự tin và sinh khí mạnh mẽ. Tuổi Tân Hợi 1971 hợp với tuổi nào? Bí quyết để có cuộc sống hạnh phúc và hòa hợp trong mối quan hệ xã hội. Tuổi Tân Hợi thường rất hợp với những người tuổi Mão và Mùi, tạo nên một tam hợp vô cùng ăn ý. Những người tuổi này khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên những mối quan hệ bền vững, tình yêu nồng nàn và công việc thuận lợi. Đặc biệt, sự kết hợp giữa tuổi Tân Hợi và tuổi Mùi, con dê, là một trong những cặp đôi lý tưởng mang lại sự gắn kết lâu dài và hạnh phúc. Tuy nhiên, người tuổi Tân Hợi cần cẩn trọng khi tiếp xúc với những người tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Tỵ. Đây là những tuổi thuộc tứ hành xung với tuổi Tân Hợi, khiến cho mối quan hệ giữa họ thường xảy ra bất hòa, xung đột, đặc biệt khi sự tranh chấp và bảo vệ quan điểm cá nhân trở nên quá gay gắt, những mối quan hệ này dễ đi vào bế tắc. Phong thủy hỗ trợ cuộc sống, vận mệnh và may mắn cho tuổi Tân Hợi sinh 1971. Người xưa thường nói, nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, ý muốn nhấn mạnh rằng phong thủy là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc cải thiện vận mệnh đối với người tuổi Tân Hợi. Việc áp dụng phong thủy đúng cách sẽ giúp họ hóa giải những khó khăn, thu hút tài lộc và gia tăng sự may mắn. Để kích hoạt tài lộc, người tuổi Tân Hợi nên bố trí không gian sống và làm việc sao cho hợp với mệnh kim của mình. Sử dụng trang sức đá phong thủy có màu sắc tương hợp và tương sinh với bản mệnh sẽ là một cách hữu hiệu để tăng cường năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, việc thờ cúng Phật A-di-đà, đeo vật phẩm hộ mệnh và thỉnh các loại đá phong thủy phù hợp sẽ giúp người tuổi Tân Hợi duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Người tuổi Tân Hợi 1971 với mệnh thoa xuyến kim mang cho mình sự mạnh mẽ, kiên định và tinh tế. Họ không chỉ cần quan tâm đến việc phát triển bản thân, mà còn cần tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc phong thủy phù hợp để cuộc sống thêm phần thuận lợi, bình an. Việc hiểu rõ về mệnh, màu sắc hợp phong thủy và những mối quan hệ tương hợp, tương khắc sẽ là chìa khóa giúp người tuổi Tân Hợi mở ra một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.